phải nhanh lên, nếu không thì kẻ xấu sẽ ăn hết chiếc bánh mất. Nhìn kìa, kẻ xấu đã để lại sơ hở, chúng ta sẽ lần theo dấu vết để lại này. Nhưng các bạn ơi, nhìn kìa, sàn nhà của chúng ta đã bị chúng nó biến thành nham thạch. Phải tìm chỗ cao để tránh đi thôi. Tất cả nhanh lên, không còn cách nào đâu. Hãy đứng lên đến mỏm đá thần ở đằng kia. Không thôi, nham thạch sẽ đốt cháy chúng ta mất. Không xong rồi, chúng ta đã bị bao vây bởi nham thạch. Có nghĩa là chúng ta đã bị kẹt ở đây. Mình không biết đâu, mình muốn về nhà. Nào chiến binh bụng bự, đừng nhục chí chứ. Giờ phải tìm kẻ nào đã lấy cắp bánh kem năng lượng đã. Nhìn kìa, vũng bánh kìa, tên kia đã để lại dấu vết. Chắc chắn tên đó đang ở trên cây sồi vĩ đại. Nhưng làm sao thoát khỏi đây? Chúng ta đã bị nham thạch bao quanh rồi. Mình biết rồi, hãy sử dụng chiếc khiên không thể phá hoại của bạn để tới được chiếc thuyền cứu hộ kia. Cố lên chiến binh bụng bự, mọi thứ trông đợi vào ngươi cả. Hay quá, cậu làm được rồi. Tuyệt vời, chiến binh bụng bự. Giờ thì chúng ta hãy tiến thẳng vào sao huyệt của bọn chúng. Tiến lên. Nhìn kìa, vùng bánh dẫn vào căn phòng kia. Chúng ta hãy cùng nhau vào sào huyệt, bắt lấy kẻ cắp. Đợi đã, cửa căn phòng này có độc, chúng ta không thể xông vào được. Chắc chắn đó là kẻ đã lấy bánh kem năng lượng của chúng ta. Mình đếm 1, 2, 3, cả bọn cùng nhau nha. Đồng ý. 1, 2, 3, xông lên. Hả? Thì ra là ba hả? Ba đã lấy bánh kem của tụi con hả? Ừ, đúng rồi. Lúc nãy ba đọc sách đói bụng quá, cho nên lấy bánh trong tủ lạnh lên ăn. Vậy mà nãy giờ bọn con tưởng là đang đi bắt tội phạm đó. Hôm nay mình được cô giáo khen đó. Vui ơi là vui. Mình cũng được cô khen nữa. Mà cô khen tay to gì vậy? Cô khen là mình lễ phép. Vì mình gặp cô và người lớn ở đâu thì mình cũng chào hết á. Cô cũng khen mình giống y như tay to vậy đó. Vui ơi là vui. Bé ngoan bé biết vâng lời, là luôn lễ phép. Ý, bé màu vàng kìa. Con chào bác. Con chào bác. Ồ, bác chào các con. Ủa, sao đốm không chào bác bò vàng? Tại bác bò vàng chạy qua nhanh quá nên mình không thấy. Hình như lúc nãy ra về đốm cũng không chào cô giáo thì phải. Trời ơi trời, các bạn bày vẽ quá. Cô giáo ngày nào cũng gặp mà chào làm gì? Vẫn phải chào đốm à, vậy mới là lễ phép. Không chào cũng là lễ phép. Mình luôn tôn trọng và yêu thương cô mà. Tới nhà mình rồi. Tạm biệt đốm cho bụng bự nha. Mai gặp lại. Tạm biệt tay to nha. Thôi ba mẹ, con đi học mới về. Thưa ba mẹ, con đi học mới về. Mẹ ơi, có gì ăn chưa? Con đói quá. Sao đốm đi học về mà không thấy chào mẹ? Mẹ là mẹ của con mà, gặp nhau hàng ngày, chào hỏi chi cho mệt hả mẹ? Đúng là vậy, nhưng con đi học về mà không chào, mẹ buồn lắm. Mẹ đừng buồn, mẹ luôn ở trong này nè. Nhưng mà mẹ vẫn thích con chào. Con quên. Thôi, để mai nha mẹ, con đi coi phim hoạt hình đây.
Làm gì mà mặt mày bí xị vậy con trai? Hôm nay mấy bạn ai cũng được cô giáo khen và cộng điểm thưởng, chỉ có mình con là không được thôi. Vậy cô giáo có nói gì sao con không được cộng điểm hay không? Dạ, cô giáo nói tại vì con chưa được lễ phép. Ai nói bộ chào là lễ phép hả? Nói gì không đúng hả? Vậy theo đốm, cô giáo nói như vậy là đúng hay chưa đúng? Dạ, con hiểu rồi. Từ ngày mai, con sẽ lễ phép với tất cả mọi người ạ. Đúng rồi, đốm phải lễ phép, gặp tất cả người lớn đều phải chào hỏi. Có như vậy mới được yêu quý, con biết không? Dạ, thưa ba con đi học, thưa mẹ con đi học. Ừ, con đi học vui vẻ nha. À, thích quá, được đi giáo ngoại rồi, thích quá. Đốm đã chuẩn bị đồ xong hết chưa con? Dạ, xong hết rồi ạ. Đi dã ngoại có 2 ngày à, con mang cái gì mà nhiều dữ vậy? Dạ, toàn đồ chơi không đó ba. Con không biết phải để cái nào ở nhà nữa, nên con mang theo hết luôn. Trời ơi, đốm ơi là đốm. Đốm, chơi gần gần ở đây, đừng có đi xa nha con. Phải rồi, ở đây rộng lắm, lại đông người nữa. Lỡ mà con đi lạc là ba mẹ không biết phải tìm ở đâu đâu đó. Dạ, con biết rồi. Trễ rồi, mình về thôi anh. Đốm ơi, đốm, mình về thôi con. Ủa, đốm đi đâu rồi anh? Ủa, anh vừa mới thấy nó chơi ở đâu đây mà. Đốm ơi. Đốm ơi, đốm. Đốm ơi. Có khi nào đốm nó đi lạc rồi không anh? Em cứ bình tĩnh, đừng có lo quá. Chắc con nó chơi ở gần đâu đây thôi. Mình chia nhau ra đi tìm. Đốm ơi. Đốm ơi, đốm. Tìm thấy con chưa anh? Vẫn chưa thấy nó đâu hết. Có khi nào con nó bị bắt cóc không anh? Không có chuyện đó đâu, em đừng lo quá. Chắc là đốm chỉ ở đâu gần đây thôi. Mình đi tìm tiếp nha em. May quá, con đây rồi. Con có biết là ba mẹ đã lo lắng cho con lắm không? Anh bớt giận, dù sao cũng đã tìm được con rồi. Nói mẹ nghe, nãy giờ con đi đâu? Dạ, con chỉ đuổi theo mấy chú cào cào thôi ạ. Sao con không nói với ba mẹ? Con đã thấy được kết quả của việc không vâng lời hay chưa? Cũng may là chưa gặp kẻ xấu đó. Nếu không thì... Đốm nè, lần sau đó đi đến những nơi đông người, đốm đi đâu thì phải nói với người lớn, đừng có tự ý đi một mình nha. Dạ, từ bây giờ trở đi con sẽ vâng lời ba mẹ. Con sợ đi lạc lắm rồi. Quánh tù xì, quánh tù xì. Wow, táo ngon quá à. 1 trái, 2 trái, 3 trái, 4 trái. Wow, nhiều quá trời luôn. Wow, táo ngọt quá. Ta ta ăn thử đi. Ủa, sao táo chưa rửa mà đốm đã ăn rồi? Không sao đâu, đốm phủ sơ sơ rồi mà. Ta ta ăn thử đi nè. Thôi, mình không ăn đâu. Mình sợ bị đau bụng lắm. Mẹ mình dặn ăn trái cây là phải rửa sạch. Để mình ăn cho, tài to cái gì cũng sợ.
Táo ngon như vậy, tay to không ăn thiệt là ổn. Hay là để mình ăn phần của tay to luôn nha. Không, mấy bạn cứ ăn đi, mình cho rửa sạch xong mới ăn. Đúng là con gái. Đốm và Bụng Bự ơi, ăn kem nè. Kem ngon quá à. Đốm và Bụng Bự đi rửa tay đi đã. Nãy giờ chơi ném banh, tay dơ hết rồi. Không sao đâu, giờ có chút xíu à. Tụi mình mà đi rửa tay xong á thì kem chảy hết. Đúng rồi đó, đi rửa tay xong thì kem chảy hết. Hôm nay vừa được ăn táo, vừa được ăn kem, thích ơi là thích. Đau bụng quá. Đau bụng quá. Con bị sao vậy Đốm? Con đau bụng quá mẹ ơi. Ngày hôm nay con có ăn lung tung gì ở bên ngoài không vậy? Dạ, con có ăn táo và ăn kem. Thôi ngồi dậy, mẹ đưa con đi khám bác sĩ. À, đau bụng quá. Con đau bụng quá mẹ ơi. Vậy là bạn cũng bị đau bụng giống mình hả? Không những bị đau bụng mà mình còn bị đau mắt nữa nè. Ủa, sao bạn lại bị đau mắt? Bác sĩ nói là do tay mình dơ mà còn dựa vô mắt đó. Bởi vậy sau này hai đứa mình á phải nhớ rửa tay thật sạch trước khi ăn nha. Đốm với Bụng Bự ăn bánh nè. Công nhận mẹ của Đốm làm bánh ngon ơi là ngon luôn. Ủa, Đốm với Bụng Bự chạy đi đâu vậy? Phải rửa tay trước khi ăn. À, được rồi nè, tay ta Bụng Bự ơi. Được rồi hả Đốm? Đốm hay quá à. Đốm mà. Bụng Bự tay to, cố lên đi. Ờ, mình cũng sẽ bắt được đom đóm giống như Đốm thôi. Mình cũng vậy. À, mình cũng bắt được rồi nè Đốm. Tay to ơi. Đâu? Nè. Đẹp lắm Đốm ơi. Hả? Đốm đi đâu rồi ta? Đốm ơi, Đốm à, bạn đâu rồi? Đốm của các ngươi đã bị ta ăn thịt rồi. Sợ quá, sợ quá, chạy mau. Hả? Hả? Ừ, tay to, hai bạn đâu hết rồi? Hả? Khoan, khoan, Bụng Bự tay to ơi, cứu mình với. À, đứa sợ ma, đứa khóc nhè. Không chơi với tay to Bụng Bự nữa đâu. Hai bạn chơi xấu. Đốm, Đốm. Sao bạn ấy giận chú? Mình cũng không biết nữa. Có bắt được Đom Đóm không con? Con với Bụng Bự và tay to, ai bắt được nhiều hơn? Con ghét Bụng Bự và tay to. Con nghĩ cho hai bạn đó rồi. Sao vậy con? Kể cho ba nghe được không? Hai bạn chọc con. Chọc ra sao? Con ghét Bụng Bự và tay to. Con trai à, chẳng phải con là người nhát hai bạn trước hay sao? Con nhát các bạn thì con vui, thì cớ sao các bạn nhát lại con thì con lại giận? Nhưng mà... Con à, con có biết không, nếu như việc nào con không thích người khác làm với mình
thì con cũng không nên làm việc đó với người ta. Vậy là con sai rồi hả ba? Đúng rồi, với lại chơi với bạn thì phải biết tha thứ cho nhau, bỏ qua những lỗi lầm nhỏ nhặt của nhau. Nếu giận nhau hoài thì đâu có vui, phải không con? Dạ, con hiểu rồi. Con trai ngoan. Và sau đây là phần thi của bạn Đốm. Khi chú là chú ít con, có hai là hai mắt tròn, chú ngồi trên chiếc la xe, chăm chỉ học bài. La la, la la. Quang hô, Đốm hát hay quá. Ngày hôm qua công nhận Đốm hát hay thiệt đó. Đúng rồi đó, mình với tay to ngồi nghe mà mê luôn. Thì bởi vậy mình mới được giải nhất toàn trường. Hôm qua bạn Sơn ca hát cũng hay nữa. Hay đâu mà hay, bạn Sơn ca hát cũng bình thường thôi mà. Mình thấy hay chứ bộ, giọng bạn ấy rất là trong trẻo. Nếu Sơn ca hát hay, sao bạn ấy không đạt giải nhất? Phải rồi, nói chung bạn Đốm hát là hay nhất. Đúng đúng, bạn Đốm của mình là tuyệt vời nhất. Đốm ơi, bài này khó quá à. Bạn gợi ý cho mình làm bài đi. Trời, bài này dễ ơi là dễ, cần gì mà phải gợi ý. Bạn cố mà suy nghĩ đi chứ. Đốm mà làm thì chỉ có 5 phút là xong. Đốm ơi, bài này mình làm như vậy có đúng không? Trời ơi là trời, bụng bự là bụng bự, bài dễ như vậy mà bụng bự cố làm sai nữa là sao? Tại mình không biết thiệt mà. Hai bạn sao mà dở quá vậy? Thấy mình không? Làm một chút xíu là xong hết rồi nè. Mình đẹp trai, mình thông minh, mình lực lưỡng, mình chỉ nhanh, mình là siêu nhân. Thôi, tụi mình về nhà nhờ ba mẹ giúp đây. Ủa, không học nữa hả? Sao về sớm quá vậy hai bạn? Tụi mình ngốc lắm, không dám học chung với thiên tài đâu. Ủa, tai to với bụng bự đâu rồi con? Dạ, hai bạn nói về nhà rồi mà. Sao đang cùng học với nhau mà hai bạn đó lại đi về? Tai to với bụng bự học dở lắm, con không muốn học chung chút nào. Đốm nè, nếu như ai đó chê con học dở hoặc là chê con hát không hay thì con có buồn không? Dạ, có chứ. Nếu như con gặp khó khăn, cần các bạn giúp đỡ mà các bạn lại không ai chịu giúp thì con thấy thế nào? Dạ, con sẽ rất là buồn. Tai to và bụng bự về nhà không học chung với con nữa là do hai bạn cảm thấy buồn khi bị con chê đó. Mẹ nghĩ con nên đến nhà xin lỗi hai bạn ấy và cùng hai bạn ấy làm bài. Dạ, con sẽ đi liền. Mẹ cho con dĩa trái cây này luôn nha. Con làm quà để xin lỗi hai bạn. Siêu nhân đỏ nhận được tín hiệu cầu cứu, bèn bay đi luôn. Siêu nhân đỏ đến vừa kịp lúc đã cứu một người thoát khỏi vụ tai nạn. Ủa, hết rồi hả con? Chưa đâu, con chưa có viết xong mà. Khi nào Đốm xong, nhớ cho bà mẹ coi tiếp nha. Dạ, sau này Đốm sẽ làm nhà văn đó. Chỉ cần con thích, con sẽ làm được thôi. Bà mẹ lúc nào cũng ủng hộ con hết. Rồi siêu nhân đỏ bay đi khắp nơi để cứu giúp mọi người. Cảm ơn mẹ, con đi học đây. Vậy con viết xong chuyện rồi hả? Dạ, để tối về con cho ba mẹ coi nha.
Sao? Các bạn đọc thấy sao? Có được không? Mình thấy bình thường à, không hay bằng siêu nhân TikTok. Mình thích câu chuyện, nhưng hình vẽ minh họa của bạn xấu quá à. Bạn nhờ người khác vẽ đi. Vẽ nữa. Lúc ba còn nhỏ, ba rất thích vẽ. Nhưng rồi khi ba khoe bức tranh đầu tiên của mình, các bạn đã chê cười. Rồi ba xé bỏ bức tranh đó và quyết định không bao giờ viết hay vẽ gì nữa. Con ký vô đây đi. Đã làm gì vậy ba? Thì con cứ ký đi. Cảm ơn con. Sau đó ba cảm thấy rất hối hận. Sao ba lại ngưng làm điều mình yêu thích chỉ vì người khác không thích nó chứ? Mình hứa sẽ không bao giờ bỏ cuộc nữa. Lâu lắm rồi con mới được vẽ như vậy nè ba. Chỗ này đúng không Đốm? Đúng rồi. Ủa, sao mình thấy ở trên bản đồ nó gần lắm mà, còn ở đây sao chỉ đường xa quá vậy? Mình cũng không biết nữa. Dạ, Đốm nghe đây ba. Ba dặn các con nè, phải đi theo bản đồ hướng dẫn, không được đi tắt nghe chưa? Dạ, con hiểu rồi ba. Ba mình dặn là phải đi theo bản đồ đó. Đi theo bản đồ thì mất bao lâu mới tới được vậy Đốm? Để mình kiểm tra đã. Hành trình mất 10 ngày đêm. Xin cảm ơn. Hả? Tới mười mấy ngày lận hả? Sao lâu dữ vậy? Đi lâu vậy liệu mẹ Đốm có chờ được không? Mình không biết nữa. Lâu vậy sợ là mình về bác ấy. Mẹ có sao không ba? Làm sao bây giờ Đốm? Bạn đang chọn con đường đi tắt đến hành tinh Tiến. Hành trình đi về là 2 ngày. À, có 2 ngày thôi là mình về tới nơi rồi nè. Nhưng đường đi ngắn như vậy, sao ba Đốm lại không cho mình đi? Phi thuyền đang đi vào vùng nguy hiểm với thiên thạch và sao chổi bay. Đi lần vòng là được rồi. Đi tới kiểu này không biết có về cho đất được không nữa. Mình hứa sẽ không cãi lời người lớn dặn nữa. Cho mình về trái đất đi. Tụi mình không còn cách nào quay lại nữa đâu. Mình cứ đi tiếp thôi. Hai bạn đừng khóc nhè nữa. Đúng rồi đó. Ba mình nói lớn rồi không được khóc nhè nữa. Phải bình tĩnh để Đốm lấy tàu chứ. Nhất gan quá à. Ngươi đừng hòng đuổi kịp ta. Tôi chạy không nổi nữa. Đại tỷ,
rồi. Khỏe rồi, không phải chạy nữa. Đáng đời hai tên trộm kia. Thì ra là mơ. Thật tiệt nếu như là... Ta là chàng cao bồi, thích tiêu diệt kẻ xấu. Ui da, ai đứng không nhìn đường vậy? Sao bạn không cẩn thận gì hết vậy? Ở đâu có kẻ, ở đó có đốm cao bồi. Wow, chàng ai quá, công chúa thay ta có thể theo chàng không? Thưa ngài, tôi có thể giúp ngài về vấn đề ẩm thực ạ. Xuất phát nào, vì chính nghĩa, vì gian tà, vì chính nghĩa, vì gian tà. Các ngươi đừng sợ, đã có ta. Con thú kia, mau khuất phục, kẻo tay cho nó đâu. Ta không muốn thành sườn xào chua ngọt cho con thú này xơi đâu. Ta sẽ trọng thưởng nếu chàng thuần phục được nó. Tất cả lui về phía sau. Ây da, một con chim yếu quá. Ui da, nó đã cắn rắn mũ của ba mòn. Ba bạn sẽ tha lỗi cho tụi mình nếu như tụi mình nói thật. Thế nào, bạn có chịu không? Hay muốn bạo lực tiếp hả? Về nhà đi Miu Miu. Sao? Thì bạn phải hỏi muộn mình chứ. Thì tại vì mình không biết. Ờ, không sao, không biết là không có tội. Mình đi thôi nào. Bình hoa đẹp của mẹ đây rồi, chúng ta sẽ cắm hoa. Mình đi lấy nước. Cắm hoa như vậy mới đẹp nè. Vậy mới đúng chứ. Không phải, cái này mới đúng. Cắm cái giày nè. Không phải. Thôi chết rồi, tại tụi mình cứ giành nhau. Không sao đâu, tụi mình không có ngờ, không biết là không có tội. Có tội,
có tội đó. Mẹ đã dặn rất nhiều lần rồi. Mình xin lỗi Đốm, bình hoa này của mẹ Đốm chắc là quý lắm. Mình sợ mẹ la quá à. Để mình xin lỗi mẹ Đốm. Giờ nói bác đừng có la Đốm nha. Lỗi này là lỗi của mình mà. Nó phải do hai bạn đâu. Nếu Đốm nhường bình hoa cho tay to thì ba đứa mình đâu có dành làm cho bình hoa rơi xuống đất đâu. Thôi được rồi, bình hoa này rất quý, nhưng vẫn không quý bằng việc các con biết nhận lỗi và còn biết chịu trách nhiệm cùng nhau nữa. Cô tha lỗi đó. Thật sao? Mẹ hiền với cô Tiên á. Hôm nay mình được cô giáo khen đó. Vui ơi là vui. Mình cũng được cô khen nữa. Mà cô khen tay to gì vậy? Cô khen là mình lễ phép, vì mình gặp cô và người lớn ở đâu thì mình cũng chào hết á. Cô cũng khen mình giống y như tay to vậy đó. Vui ơi là vui. Bên ngoài baby vâng lời, là luôn lê phép. Ý, bác màu vàng kìa. Con chào bác. Con chào bác. Ồ, bác chào các con. Ủa, sao Đốm không chào bác màu vàng? Tại bác màu vàng chạy qua nhanh quá nên mình không thấy. Hình như lúc nãy ra về Đốm cũng không chào cô giáo thì phải. Trời ơi trời, các bạn bày vẽ quá. Cô giáo ngày nào cũng gặp mò, chào làm gì? Vẫn phải chào Đốm à, vậy mới là lễ phép. Không chào cũng là lễ phép. Mình luôn tôn trọng và yêu thương cô mà. Tới nhà mình rồi, tạm biệt Đốm cho bụng bự nha. Mai gặp lại. Tạm biệt tới to nha. Thưa ba mẹ, con đi học mới về. Thưa ba mẹ, con đi học mới về. Mẹ ơi, có gì ăn chưa? Con đói quá. Sao Đốm đi học về mà không thấy chào mẹ? Mẹ là mẹ của con mà, gặp nhau hàng ngày, chào hỏi chi cho mệt hả mẹ? Đúng là vậy, nhưng con đi học về mà không chào, mẹ buồn lắm. Mẹ đừng buồn, mẹ luôn ở trong này nè. Nhưng mà mẹ vẫn thích con chào. Con quên. Thôi, để mai nha mẹ, con đi coi phim hoạt hình đây. Làm gì mà mặt mày bí xị vậy con trai? Hôm nay mấy bạn ai cũng được cô giáo khen và cộng điểm thưởng, chỉ có mình con là không được thôi. Vậy cô giáo có nói gì sao con không được cộng điểm hay không? Dạ, cô giáo nói tại vì con chưa được lễ phép. Ai nói? Bộ chào là lễ phép hả? Nói gì không đúng hả? Vậy theo Đốm, cô giáo nói như vậy là đúng hay chưa đúng? Dạ, con hiểu rồi. Từ ngày mai, con sẽ lễ phép với tất cả mọi người ạ. Đúng rồi, Đốm phải lễ phép, gặp tất cả người lớn đều phải chào hỏi. Có như vậy mới được yêu quý, con biết không? Dạ, thưa ba con đi học. Thưa mẹ con đi học. Ừ, con đi học vui vẻ nha. Tụi con chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của hai bác. Cảm ơn mấy con. Em ơi, ra nhận quà của tụi nhỏ nè. Ôi, cảm ơn các con. Quà đẹp quá, bác rất là thích. Chúc hai bác ngày hôm nay ngọt ngào, ngày mai say đắm, ngày muốn thăng hoa nha. Bụng bự khéo miệng, chúc hay quá. Cảm ơn các con. Sao bạn chúc gì lạ vậy bụng bự? Mình nghe ba mình chúc mẹ mình như vậy mà. Vậy là mình sai rồi hả? À, các bạn đến rồi hả? Lên phòng mình chơi đi. Mình có mua bộ xe đua đã lắm á. Wow, vậy hả? Mình lên chơi đi tay to. Mình không thích chơi đua xe đâu, chán phèo à. Vậy còn trò đố vui có thưởng thì sao các con? Là sao hả bác? Bác có một chiếc vé đi vào vùng đất thần tiên, ai thắng cuộc sẽ được. Nhưng thi gì vậy bác? Đề tài tự do, chỉ vật gì thì đọc đồng dao có tên vật đó.
được không? Yeah! Thích quá đi, bác ra đề đi. Chủ đề đầu tiên là hoa. Con đọc trước cho. Hoa nào mẹ yêu nhất, hoa nào thơm ngát hương, hoa nào tươi thắm nhất, đó là hoa bé ngoan. Mình biết bài này. Em được mẹ thương nhất, em được cô giáo yêu, khi nào em ngoan nhất, đó là hoa bé ngoan. Nhưng mà tay tôi đã đọc rồi, đốm đọc lại đâu được tính, phải không bác? Đúng rồi, tiếp theo là các loại rau nha. Con biết, tứ cha rau muống tốt tươi, tỏi hành lớn cộng chọc trời mà lên. Tứ cha rau ngô rau dền, ngọn lên trống lớn để đền công ta. Ba mẹ từng ra đề tài phù hợp với con gái không à? Bác ơi, ra đề tài thức ăn đi, đây là thế mạnh của con đó. Lúc nào cũng ăn, chưa chắc mình với bạn ai giỏi hơn đâu ha. Giờ đến con gà. Con gà cục tát lá chanh, con lợn ngủ nỉn mua hành cho tôi. Mình cũng có nè, em tôi buồn ngủ buồn nghe, buồn ăn cơm nếp cháo kê thịt gà, buồn ăn bánh đúc bánh đa, củ từ khoai nướng su sa bánh giò. Vậy là tay to thắng rồi, vị tay to kể được nhiều bài đồng dao nhất và nhiều món ăn nhất. Con không chịu đâu, tay to là con gái, thì biết nhiều món ăn là đúng rồi. Nhưng cuộc thi mới là chặng một, để hoàn thành món lẩu, mẹ cần rất là nhiều loại nấm. Ai tìm được nhiều nấm nhất thì sẽ thắng và nhận được chiếc bánh kem này, được không? Wow, bác Đốm làm bánh đẹp quá, có cả một cái hoa hồng nữa nè. Để nhìn cho đẹp mắt con. Bác ơi, sao phải cần đẹp mắt, con nghĩ muốn ăn thì còn ngon thôi được rồi. Món ăn có màu sắc đẹp, mọi người sẽ thích ăn hơn, đó chính là hương vị tình yêu các con à. Vậy hả bác, sau này tay to lớn, tay to cũng sẽ nấu ăn vừa ngon vừa đẹp như bác. Thôi. Bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc thi hái nấm nha các con. Tại tao thua rồi. Mình đi hái nấm đi Đốm. Không biết được nhiêu tiền nữa. 1.000, 2.000, 4.000, 10.000. Yeah, được 98.000. Sẽ mua máy bay. À không, mình sẽ mua xe cảnh sát. Hay là mua siêu nhân gao. Nhưng mà đồ chơi của mình nhiều quá rồi. Hay là mình mua sách vở vậy. Nhưng mà trước tiên mình phải qua nhà bụng bự khoe mới được. Vào đây, nhanh lên. Wow, bụng bự mua được quá trời đồ chơi luôn, thích ghê. Hai đứa mình chơi trò chiến đấu đi. Chu. Quái vật bụng bự kia, ta sẽ tiêu diệt ngươi. Mình sẽ mua đồ chơi. Sao mà hôm nay nắng dữ vậy? Thôi, mình sẽ không mua đồ chơi nữa. Mình giúp ba mẹ đem ra chợ bán. Để mình giúp bạn một tay. Ba mẹ vất vả làm việc nên mình phải giúp ba mẹ thôi. Mình biết phải làm gì rồi. Anh lấy giùm em cái kia đi. Mẹ có cần có phụ gì không? Ba mẹ ơi, đây là tiền con đã dành được. Con sẽ mua sách vở để phụ giúp ba mẹ, chứ không mua đồ chơi nữa đâu.
hả? Đốm của mẹ ngoan quá. Thích nhất là có thể chụp hình bằng điện thoại với chất lượng cao. Nào, 1, 2, 3. Trời, ba không biết chụp hình gì hết. Cái này đẹp nè, mình phải post lên Facebook khoe liền mới được. Con cũng muốn chụp hình nữa. Thôi, ba con mình nhường mẹ đi. Mình là đàn ông mà con. Mình chỉ muốn chụp hình chút xíu thôi. Chụp xong sẽ trả lại cho mẹ liền. Phải khoe bụng bự và tay to mới được. Các bạn ấy sẽ lét mắt gì ghen tị cho mà coi. Đẹp quá à. Phải như vậy mới ngầu chứ. Như vậy còn ngầu hơn nữa nè. Bữa nay chụp được bao nhiêu là hình đẹp. Về nhà mẹ sẽ lát mắt cho coi. Ủa, sao mình không chụp một tấm lúc mà đang cưỡi ngựa ta? Ngầu lắm luôn đó. Lần này nhất định phải được. Biết nhận lỗi là tốt. Ba sẽ đem sữa. Và sau đó đến lượt ba tự sướng. Sao kỳ vậy ta? Mới hôm qua còn kêu lớn lắm mà. Ờ, kỳ quá à. Quà mình được tặng đó. Hàng độc ở đây không có đâu. Bạn sướng thiệt á. Có quá trời đồ chơi luôn. Tiếng chuông nghe thật vui tai. Nào, đến lượt mình. Sau đó, bạn mang nó đi đâu vậy? Mình chỉ mang ra công viên thôi. Các cậu cũng thấy mà. Chuông vẫn bình thường mà. Nè nè, ai tháo chuông xuống và mang chuông về ta? Mình xin lỗi, là tại mình.
mình bất cẩn nên nó làm rất chuông, khiến chuông bị nứt. Ba ba, vì sao chuông nứt lại kêu rè rè hả ba? Bởi khi chuông bị nứt, làm chuông mất đi độ đối xứng, độ đàn hồi và dao động. Và chỗ nứt đó không thể cùng ba mặt khác dao động đồng bộ được để tạo ra âm thanh ngân nga. Mình xin lỗi, từ lần sau mình sẽ giữ gìn đồ chơi cẩn thận. Không sao, bạn đâu có cố tình như vậy. Xịn thiệt. Đẹp quá à. Quà của cậu mình đó. Ê, bà làm gì vậy? Cho mình con một chút xíu. Không được, lỡ bạn làm hư của mình thì sao? Không, mình không làm hư đâu mà. Hả? Lát nữa, bạn cho bọn mình mượn chơi chút nha. Mình phải suy nghĩ đã. Chút xíu nữa nha. Nhớ đó. Đến lượt mình. Đến lượt mình. Mình trước. Mình trước chứ. Thôi, hai bạn đừng cãi nhau nữa. Mình nói ý rồi. Vậy bạn cứ ở đó cho một mình đi. Đi, tụi mình ra kia chơi xích đu. Mình không có vui. Cứ để mình đẩy cho. Bạn chơi xe hơi đi. Thiệt không vợ? Lát nữa sẽ đến lượt mình. Yên tâm. Nên chia sẻ với các bạn. Vì chơi một mình không có vui, mà lại còn ích kỷ nữa. Xấu lắm đó. Mẹ sao vậy ba? Sao kỳ vậy? Mẹ con hình như đã bị trúng độc rồi. Sao lại trúng độc hả ba? Mẹ có sao không ba? Độc này rất lạ, chưa thấy bao giờ. Vậy có chữa cho mẹ được không ba? Ở trái đất này có lẽ sẽ không tìm được thuốc giải đâu con. Vậy làm sao cứu mẹ bây giờ? Có một cách. Cách gì hả ba? Khó khăn thế nào con cũng sẽ làm hết sức. Rất gian nan và nguy hiểm, con có dám làm hay không? Vì mẹ, đúng sẽ làm. Ê, 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 chiếc phi thuyền hôm trước mình đi lên mặt trăng đây nè. Mình được đi du lịch nữa rồi. Không phải là đi du lịch đâu các con à. Vậy mình đi đâu bác? Các con sẽ đến hành tinh tím tìm viên ngọc tím chữa bệnh cho mẹ của đốm. Ủa, bác gái bị bệnh gì vậy bác?
mình bị bệnh. Vậy có viên ngọc tím ở hành tinh tím mới chữa bệnh cho mẹ mình thôi. Con có đồng ý đi giúp đốm không? Dạ, chúng con sẵn sàng. Nhiệm vụ rất khó khăn, nhớ phải biết đoàn kết, giúp đỡ nhau nha các con. Dạ, con biết rồi ba. Bác cứ yên tâm đi, con sẽ về sớm mà. Ừ, bác tin tưởng là các con sẽ tìm được ngọc và nhanh chóng trở về. Ba yên tâm, chúng con là bạn tốt mà. Bạn tốt thì lúc nào cũng yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau mà. Nhường nhịn và chia sẻ nữa. Vậy thì bác an tâm. Thôi các con lên đường đi, kẻo trễ. Dạ. Nhớ đi theo bản đồ hướng dẫn nha các con. Đốm ơi, giờ mình phải đi đường nào? Mình nghĩ đi thẳng sẽ tới thôi. Đốm ơi, nhìn bản đồ đi, cẩn thận không là bị lạc á. Các bạn yên tâm đi, cứ tin ở mình. Vậy tại sao bạn không xem bản đồ đi? Có phải sẽ đi nhanh và đi đúng hướng hơn không? Nói thiệt với các bạn, mình bỏ quên bản đồ ở nhà rồi. Nhưng không sao đâu, mình sẽ tìm được đường đi mà. Trời đất, đi mà không mang theo bản đồ thì biết đường nào mà tìm? Mình không muốn đi nữa đâu. Mình sợ quá, thôi mình đi về đi. Không được đâu, khi nào chưa tìm được ngọc tím mình sẽ không về đâu. Chưa kể chúng ta đã bay đến khoảng không gian vô định rồi, không thể xác định được đường về nữa đâu. Không biết đâu, bắt đầu đốm đó. Và sau đây là phần thi của bạn đốm. Khi chú là chú ít con, có hai là hai mắt tròn, chú ngồi trên chiếc la xe chăm chỉ học bài. La 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 la. Quang Hồ, đốm hát hay quá. Ngày hôm qua công nhận đốm hát hay thiệt đó. Đúng rồi đó, mình với Tài To ngồi nghe mà mê luôn. Thì bởi vậy mình mới được giải nhất toàn trường. Hôm qua bạn Sơn Ca hát cũng hay nữa. Hay đâu mà hay, bạn Sơn Ca hát cũng bình thường thôi mà. Mình thấy hay chứ bộ, giọng bạn ấy rất là trong trẻo. Nếu Sơn Ca hát hay, sao bạn ấy không đạt giải nhất? Phải rồi, nói chung bạn đốm hát là hay nhất. Đúng đúng, bạn đốm của mình là tuyệt vời nhất. Đốm ơi, bài này khó quá à. Bạn gợi ý cho mình làm bài đi. Trời, bài này dễ ơi là dễ. Cần gì mà phải gợi ý, bạn cố mà suy nghĩ đi chứ. Đốm mà làm thì chỉ có 5 phút là xong. Đốm ơi, bài này mình làm như vậy có đúng không? Trời ơi là trời, bụng bự là bụng bự. Bài dễ như vậy mà bụng bự cố làm sai nữa là sao? Tại mình không biết thiệt mà. Hai bạn sao mà dở quá vậy? Thấy mình không? Làm một chút xíu là xong hết rồi nè. Mình đẹp trai, mình thông minh, mình lực lưỡng, mình chạy nhanh, mình là siêu nhân. Thôi, tụi mình về nhà nhờ ba mẹ giúp đây. Ủa, không học nữa hả? Sao về sớm quá vậy hai bạn? Tụi mình ngốc lắm, không dám học chung với thiên tài đâu. Ủa, Tai To với bụng bự đâu rồi con? Dạ, hai bạn nói về nhà rồi mà. Sao đang cùng học với nhau mà hai bạn đó lại đi về? Tai To với bụng bự học dở lắm, con không muốn học chung chút nào. Đốm nè, nếu như ai đó chê con học dở hoặc là chê con hát không hay thì con có buồn không? Dạ, có chứ. Nếu như con gặp khó khăn cần các bạn giúp đỡ mà các bạn lại không ai chịu giúp thì con thấy thế nào? Dạ, con sẽ rất là buồn. Tai To và bụng bự về nhà không học chung với con nữa là do hai bạn cảm thấy buồn khi bị con chê đó. Mẹ nghĩ con nên đến nhà xin lỗi hai bạn ấy và cùng hai bạn ấy làm bài. Dạ, con sẽ đi liền. Mẹ cho con dĩa trái cây này luôn nha. Con làm quà để xin lỗi hai bạn.
thích nhất là có thể chụp hình bằng điện thoại với chất lượng cao. Nào, 1, 2, 3. Trời, ba không biết chụp hình gì hết. Cái này đẹp nè, mình phải post lên Facebook khoe liền mới được. Con cũng muốn chụp hình nữa. Thôi, ba con mình nhường mẹ đi, mình là đàn ông mà con. Xong sẽ trả lại cho mẹ liền. Phải khoe bụng bự và tay to mới được. Các bạn ấy sẽ lét mắt gì ghen tị cho mà coi. Đẹp quá à. Phải như vậy mới ngầu chứ. Như vậy còn ngầu hơn nữa nè. Bữa nay chụp được bao nhiêu là hình đẹp. Về nhà mẹ sẽ lát mắt cho coi. Ủa, sao mình không chụp một tấm lúc mà đang cưỡi ngựa ta? Ngầu lắm luôn đó. Lần này nhất định phải được. Với các bạn thôi à. Biết nhận lỗi là tốt. Ba sẽ đem sữa và sau đó đến lượt ba tự sướng. Đốm, sao áo của con dơ quá vậy hả? Lại dọc đất nữa phải không? Mẹ cấm con được chơi dơ nữa nghe chưa? Dạ con biết rồi. Đốm, lên phòng học bài cho ba. Không thuộc thì ba bắt trái phạt nghe chưa? Dạ con biết rồi. Làm anh khó đấy. Phải đâu chuyện đùa. Với em gái bé. Tại sao phải cứ học? Mình là con trai, không lẽ phải chơi búp bê mà không được kịch lóc? Con lại không chịu học bài. Chế phạt 5 lần bài này cho ba. Chán quá. Kiếm trò nào vui vui chơi đi mấy bạn. Trò nào mới đây? Mình biết rồi. Chơi trò con ngoan đi. Chơi như thế nào? Chia vai đóng ba mẹ. Người đóng vai con phải làm sao để ba mẹ khen ngoan. Vậy bây giờ làm sao? Bây giờ mình sẽ làm ba. Ngày mai đến tay to, ngày kia sẽ là bụng bự. Ba ơi, con làm bài xong rồi nè. Hôm nay con ở nhà rất ngoan. Ăn cơm đúng giờ, tắm rửa sạch sẽ. Con hư quá. Tại sao học phải để tập võ ngay ngắn như vậy? Bài chưa gì đã thuộc rồi. Ăn cơm phải ăn trễ, tắm rửa nhanh thôi, không cần phải sạch, như vậy mới ngoan. Đốm nè, tại sao như vậy mới là ngoan? Thưa ba, hôm nay con ăn rất nhiều phô mai mà ba không cho. Con chưa đánh răng, quần áo con rất là dơ ạ.
Con thật ngoan, như vậy mới là con của ba. Quánh từ xì ra cái gì là cái này. Hôm nay các con có gì ngoan nào? Thưa mẹ, hôm nay con quên làm bài tập, ăn cơm bằng dĩa, uống nước lọc với vòi nữa. À, con còn quên mang sách lên trường nữa mẹ. Tại sao con lại nói cái này là sách, cái này là cái dĩa? Đây nè, cái này là cái quần, còn đây là cái xe. Mẹ ơi, hôm nay con làm bẩn cái váy rồi, còn phải bậy lên cái nồi cơm nữa mẹ. Tại sao người lớn có bắt chúng ta phải làm theo những gì người lớn muốn vậy? Mình chỉ muốn ăn thật nhiều thôi. Còn mình hả? Thì muốn chơi thật nhiều, không muốn học bài. Tại sao cứ phải học nhiều như vậy chứ? Mẹ xin lỗi con vì đôi lúc ba mẹ khó chịu với con. Mai mốt không được như vậy nữa nghe chưa? Từ nay ba mẹ hứa là sẽ lắng nghe con nhiều hơn. Còn sớm, chắc giờ này ta to với bụng bự chưa tới đâu. Sao giờ này đốm chưa tới nữa? Hẹn 8 giờ mà. Có khi nào đốm quên không ta? Không đâu, tối hôm qua đốm còn gọi nhắc mình nữa mà. Thôi, mình ráng chờ đốm một chút nữa đi. Đúng kỳ ghê, hẹn 8 giờ mà bây giờ gần 10 giờ rồi mà còn chưa tới nữa. Sắp tới giờ mình phải làm bài tập rồi, hay là mình về đi bụng bự? Ừ, thôi về đi. Hả? Chết rồi, 10 giờ rồi, ta tới với bụng bự. Hôm nay đốm của mẹ có chuyện gì mà nhìn buồn vậy? Hai bạn ta to với bụng bự không thèm chơi với con nữa. Sao tự nhiên hai bạn lại không chơi với con? Dạ, lỗi là tại con. Sáng nay con hẹn hai bạn chơi đá banh, nhưng là ngủ quên. Con biết lỗi là tốt rồi. Thôi, để mẹ giúp con gọi cho hai bạn nha. Hai bạn tới rồi hả? Cho mình xin lỗi vì chuyện sáng nay nha. Để mình với bụng bự chờ lâu ơi là lâu luôn. Mình xin lỗi mà. À, hai bạn vô ăn bánh kem đi, mẹ mình mới làm, ngon lắm á. Thôi đó biết lỗi rồi mà, mình ăn bánh kem đi. Bụng bự đúng là tham ăn. Ngon quá. Ngon là ngon. Đốm à, coi đi đánh răng rồi đi ngủ con. Dạ, một lát nữa con đánh. Ông
Yến tiệc của ta đã tới rồi. Tấn công đi nào. Tấn công nào. No rồi, hôm nay nhiêu đây đủ rồi. Ngày mai chúng ta sẽ đục sâu hơn nữa. Răng trẻ con đúng là ngon mà. Thật là ngon. Thật là đã đại dương ơi. Coi rửa mặt rồi ăn cơm nè đốm. Con không ăn đâu. Con đau răng lắm mẹ ơi. Sao lại đau răng? Lại đây bà coi coi. Con đã bị sâu răng rồi. Hả? Sâu răng? Sao lại sâu răng với bà? Cái tội không chịu súc miệng sau khi ăn và trước khi đi ngủ chứ sao. Sâu răng có sao không bà? Lần này thì chắc chắn phải nhổ đi. Đợi bà đi lấy dụng cụ đã. Phải nhổ mẹ. Con sợ đau lắm mẹ ơi. Cái này làm gì vậy ba? Thì để nhổ răng. Không, con không muốn nhổ đâu. Con sẽ đến răng thường xuyên. Ba đừng nhổ răng của con nha ba. Con biết sai rồi. Con không dám ăn bánh ngọt, uống nước ngọt, ăn kẹo mà không đánh răng trước khi ngủ đâu. Không được đâu con. Con chỉ đánh răng có một ngày, mai mốt lại không đánh răng nữa. Sau lại ăn tiếp thì phải nhổ thôi. Đúng rồi đó, phải nhổ thôi. Không, con hứa ngày nào con cũng sẽ đánh răng. Đánh răng khi ngủ dậy, đánh răng sau khi ăn và trước khi ngủ. Là con hứa đó nha. Nếu như con không làm đúng thì ba sẽ dùng cây kềm này nhổ hết hàm răng của con luôn đó. Con hứa với ba mẹ mà. Nóng quá. Nóng chảy cả mỡ luôn. Làm như vậy tốn sức mà còn nóng hơn nữa. Trời nóng quá nên não bị mì nhũn rồi hả bụng bự? Chắc là nóng quá nên não bị tan luôn rồi. Phải chi được ở chỗ nào lạnh lạnh. Cái tủ lạnh là của mình. Bạn đừng có mơ. Tủ lạnh nhà mình là của mình. Bạn đừng có mơ. Má quá. Chui ra đây. Tủ lạnh là của mình mà. Tủ lạnh hư luôn rồi. Tại bạn hết đó đốm. Tủ lạnh hư rồi. Giờ này nóng cả lũ luôn. Tại bạn. Thật ra thì còn cái quạt lạnh nữa. Tránh ra. Bạn phải tránh ra thì con. Cái quạt lạnh này lâu rồi chưa xài nên. Cái này là của mình. Thôi chết rồi. Bị chập điện luôn rồi. Mùa hè đã nóng rồi còn lại mất điện nữa. Kiểu này thằng này quay thiệt luôn. Thấy chưa, tại mấy bạn mà cúp điện luôn rồi nè. Kiểu gì cũng bị ăn đòn chứ coi. Tại đốm với bộ. Đốm không dành thì đâu có hư đâu. Cái gì? Bạn làm như bạn không có dành á. Mà thôi, giờ phải lo sửa điện trước khi mẹ mình biết đi. Điện giật hay sao mà mong mình đau quá đốm ơi. Mình cũng vậy. Đau như mẹ mình đánh vậy á. Mẹ không đánh thì còn ai. Hai đứa con thật là quá mà. Phá hư tủ lạnh, hư luôn quạt lạnh, bây giờ còn lôi cả điện ra sửa nữa. Dạ, tại con làm chập điện, sao mẹ la. Con có biết là điện rất nguy hiểm hay không? Giật sẽ chết người đó. Hai đứa sẽ thành heo quay cho bà coi. Ý ghê,
con chắc bị chảy mỡ xèo xèo. Nên nhớ không được động vào điện nghe chưa. Nếu cần gì thì phải báo người lớn, nếu không thì điện giật tụi con chết nhanh răng đó. Lần này một roi cảnh cáo thôi đó. Dạ, dạ con biết lỗi rồi. Kẹo đây, kẹo đây, kẹo năng lượng đây. Ăn vào sẽ trở thành siêu nhân, sức mạnh phi thường. Ơ, kẹo năng lượng kìa. Ôi, kẹo năng lượng, mình muốn có sức mạnh siêu phàm. Mình cũng muốn biến thành siêu nhân xinh đẹp. Cho con, cho con, cho con nữa. Cho con một cây. Cây nào mạnh nhất đi chú. Trước đi. Con cần đi. Thật là đã. Để mình thử. Quá ghê luôn bụng bự ơi. Đến lượt mình thử đi. Lợi hại quá. Chúng ta đã trở thành siêu nhân rồi. Con đi học về trễ vậy đúng. Đứng lại đó. Tại sao mẹ hỏi mà không trả lời? Đi học về cũng chẳng biết thư gửi một tiếng là sao? Hả? Con sao vậy đớm? Ta đã là siêu nhân, ngươi không được cản ta đâu. Anh ơi, thằng đớm nó sao rồi nè? Hả? Chuyện gì vậy? Em đâu rồi? Em ở trên đây nè. Xuống đi, anh đỡ. Rõ ràng là em không hề nhẹ một chút nào hết. Anh, làm sao để cứu thằng đớm bây giờ? Để anh coi. Thôi chết rồi, nó ăn nhầm kẹo độc, toàn hóa chất độc hại, phẩm màu và chất gây ảo giác không à. Vậy sao bây giờ anh? Phải bắt đớm lại và lọc độc cho nó. Quá trình lọc độc bắt đầu. Ghê thiệt. Đúng là ba cái kẹo đỏ xanh vàng tím ngoài cổng trường đáng sợ thiệt. Con sao vậy mẹ? Con không nhớ gì hết. Tụi con đã ăn trúng kẹo độc của lão chuột thúi bán ở cổng trường. Trong đó toàn quá chất độc hại không à. Ghê quá. Con sao không dám ăn kẹo bán ngoài là đường nữa đâu. Cứu với. Cứu tôi với anh chị ơi. Chuyện gì vậy chị? Thằng bụng bự nhà tôi không biết bị cái gì mà nó thấy cái gì cũng ăn. Nó đã ăn sập cả cái nhà tôi luôn rồi. Thôi chết rồi. Vậy là tai to. Bụng bự cũng bị rồi. Hả? Các bạn biết không, mình rất thích trở thành một cô giáo. Vừa thông minh, vừa xinh đẹp, các em sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời mình. Vậy bạn có đánh các em khi không nghe lời bạn không? Mình cũng không biết nữa. Nhưng mà các em đi học thì phải làm bài tập đầy đủ. Không hả, thì mình sẽ tiếc và mong đó. Vậy chắc các học sinh của bạn sẽ sợ bạn lắm nhưng mà xem. Sao lại sợ mình? Vì bạn hung dữ quá mà. Các bạn đúng là quá đáng mà. Vậy còn hai bạn muốn làm gì? Bụng bự mình đây sẽ trở thành đầu bếp của nhà hàng 15 sao hạng nhất hành tinh này. Ủa, mình mới nghe là nhà hàng 5 sao thôi mà bụng bự. Sao nhà hàng của bạn tới 15 sao lận? Bây giờ chỉ 5 sao, nhưng đến khi mình lớn thì mọi thứ sẽ lớn theo. 5 sao chỉ trở thành 15 sao thôi. Còn mình muốn trở thành một nghệ sĩ chơi đàn thật hay. Mỗi lần mình gãy thì mọi người phải chăm cho, thán phục. Đếm hay quá, đếm là thiên tài âm nhạc. Ôi, mình thần tượng đếm quá à. Đếm đáng yêu quá. Đếm, đếm, bạn đang mơ hả? Đâu có mơ gì đâu. Nhưng bạn đâu có biết chơi violon đâu. Tưởng chuyện gì, chứ việc học đàn á thì vô cùng đơn giản với mình. Mình sẽ xin mẹ mình mua đàn cho mình học, và mình sẽ đàn cho mọi người nghe. Bạn học đàn tới đâu rồi? Bạn đàn cho chúng mình nghe một đoạn được không?
hư bao nhiêu cây đàn rồi. Chắc là đàn hay lắm á Tài To. Mình đã đàn giỏi hơn trước rất nhiều rồi. Các bạn muốn nghe không? Tất nhiên là muốn. Không muốn mình đến đây làm gì? Vậy thì mình sẽ cho hai bạn thưởng thức. Ba mình nói tiếng đàn của mình có 102 luôn đó. Vậy bạn cho tụi mình nghe thử đi. Mình tò mò quá. Đúng, còn lại đàn nữa hả? Sao bạn đàn ghê quá vậy? Mình không kịp chạy thoát thân luôn nè. Mình đàn như vậy đó, mình đàn hoài mà sao nó không hay vậy? Mình vô dụng như vậy sao? Thôi, bạn nín đi. Mình muốn làm thiên tài đàn thôi mà. Sao mình tập hoài mà không được vậy? Con trai à, đàn không phải là con muốn giỏi muốn hay là được. Dù con có tập luyện cỡ nào mà không có năng khiếu thì con cũng không học giỏi được. Nhưng không giỏi đàn không có nghĩa là con là đứa vô dụng. Đúng rồi đó, đốm của mình rất thông minh mà. Hồi xưa giờ chuyện gì đốm cũng giỏi hơn mình mà. Thiệt hả mẹ? Hát thấy to, bụng bự. Đúng rồi, nhưng mà về cái vụ đàn á thì bỏ đi nha. Sao tự nhiên gấu vậy ta? Nổi hết gà rồi. Làm như có ai đang nhìn mình thì phải. Hả? Ai trên nóc tủ đó vậy? Ba mẹ ơi, có con ma. Cái gì vậy hả đúng? Có con ma mắt đỏ trong phòng của con. Nó ghê lắm. Hôm nay nó xài xuống chỗ con nữa. Buổi sáng coi phim kinh dị cho dữ vô, rồi buổi tối tưởng tượng tùm lum hả đốm. Thôi lo ngủ đi. Vậy thì mình sẽ tự xử lý con ma đó luôn. Con ma mắt đỏ kìa. Tao không có sợ ngươi đâu. Nói vậy thôi chứ đừng có cắn nha. Tôi là dơi, không phải là ma. Con dơi hút máu. Có chuyện gì vậy hả đốm? Cho mày chết. Đợi nước máu ta hả? Trời ơi, sao con đè bạn dơi vậy? Con dơi này đánh hút máu con hả bà? Thôi là con chụp kịp cái chổi. Đốm hiểu lầm rồi. Trên thế giới có tới 1.300 loài dơi khác nhau, nhưng chỉ có khoảng 3 loài là loài dơi hút máu. Mà 3 loài đó chỉ sống ở Nam Mỹ và Trung Mỹ, chứ làm gì có ở nước mình. Hình dạng dơi tuy đáng sợ nhưng rất cần thiết cho hệ sinh thái, vì chúng giúp thụ phấn cho hoa. Nhiều loài cây còn phụ thuộc vào sự phân tán hạt hoàn toàn vào loài dơi. Hơn nữa, 70% loài dơi ăn sâu bọ, như bạn dơi vừa cứu con khỏi hai con muỗi đó. Xin lỗi bạn dơi nha, mình thật sự không biết. Nhanh, kẻo trời mưa. Hên quá, chút xíu nữa là dính mưa to rồi. Nhờ bụng của mình gheo lên mỗi khi trời mưa đó, nên cả đám mới biết trước, chạy về nhà kịp. Bụng của bạn lúc nào chả đói hả bụng bự? Đốm, có gì ăn không? Đói bụng quá à. Nhà mình chỉ còn có hai cái bánh donut này thôi. Mình thích nhất là bánh donut đó.
Nhưng mà có tới 3 người lận, mà chỉ còn có 2 cái bánh, làm sao chia đây? Hả? Vậy mà mình tưởng 2 cái đó là của mình hết chứ. Ở đâu ra? Thôi mà, mình đang đói bụng, phải ít nhất là 2 cái mới no. Hả? Chỉ có 2 cái bánh thôi à? Ở ngoài trời thì lại mưa, nên không có mua thêm được đâu. Nên ba đứa mình phải chia 2 cái bánh này thôi. Thôi được rồi, thay vì ăn hết 2 cái, mình sẽ ăn 1 cái thôi. Còn 2 bạn chia đôi cái còn lại, vậy là chuẩn nhất rồi. Thôi đi, bụng đã bự rồi mà còn đang ăn nhiều nữa. Chứ bạn tính chia 2 cái bánh cho 3 người thế nào? Nè nha, ở đây á chỉ có mỗi mình là nữ, nên 2 bạn phải nhường nhịn cho bạn nữ đúng không nè? Nên mình sẽ ăn 1 cái, còn lại á thì 2 bạn chia đôi ra, vậy mới là ga lăng chứ. Còn khoe. Thôi, không bày tới bàn lui nữa. Bánh này là ở nhà mình, nên mình sẽ ăn trọn cái bánh luôn, không bàn nữa. Ê, tính kiểu gì kỳ vậy? Bạn qua nhà mình lúc nào mình cũng chia đều đồ ăn mà. Mấy ông con trai mà không nhường nhịn cho con gái gì hết. Mấy bạn phải nhường mình. Bụng mình bự nhất, mình được ăn nhiều nhất. Lạnh quá, đói quá. Thôi, đừng cãi nữa, mình có cách rồi. Thay vì dành nhau ăn nhiều hơn, tại sao chúng ta không chia sẻ những gì chúng ta có, để những người bạn không có bánh ăn cũng có thể tận hưởng niềm vui? Đó chẳng phải là niềm vui trọn vẹn sao? Đúng đúng. Đúng là bụng bự. Hôm nay táo ngọt ghê đó. Táo là của bác bò vàng mang qua cho đó bạn. À mà lúc chiều con đã cảm ơn bác bò vàng chưa vậy đốm? Đốm của ba như vậy là chưa ngoan rồi. Đáng lẽ ra con phải cảm ơn bác bò vàng một cách thật chân thành và lễ phép chứ. Chân thành là sao hả bạn? Mai ba sẽ đưa con đến hành tinh cảm ơn. Con sẽ hiểu thế nào là cảm ơn một cách chân thành. Ba, ở hành tinh này có gì thú vị không ba? Có chứ con, mỗi hành tinh đều có điều thú vị riêng. Vậy đó là gì hả ba? Bình tĩnh con trai, con sẽ hiểu ngay thôi. Quý khách vui lòng nộp lệ phí qua trạm. Xin vui lòng cho tôi qua, cảm ơn rất nhiều ạ. Vậy con đã hiểu chưa con trai? Vậy là ở đây, mình chỉ cần nói cảm ơn thôi, là muốn gì được nấy phải không ba? Đúng vậy con trai, nhưng phải là một lời cảm ơn chân thành. Ba ơi, sao con bắt nó hoài mà không được vậy ba? Nó có gắn bị gì hả? Không con trai, đây là hành tinh cảm ơn, nên con muốn có một món đồ gì đó thì con phải nói cảm ơn một cách thật chân thành. Cái vụ này nữa hả trời? Ngộ rồi nha. Đốm xin cảm ơn. Thì ra là vậy. Nhưng mà con phải nhớ nha, đó phải là một lời cảm ơn thật chân thành. Thôi, ba có việc bận, con cứ khám phá mọi thứ ở đây đi. Lát nữa ba sẽ trở lại chở con về trái đất. Dạ. Tai to và bụng bự đúng là tội nghiệp mà. Không như mình được đến hành tinh có chơi đồ chơi đẹp như vậy. Nếu như mình kể cho các bạn ấy nghe, các bạn ấy sẽ ngưỡng mộ mình lắm như mà coi. Ta muốn súng, siêu nhân, đồ chơi ghép hình. Cảm ơn nha, cảm ơn nhiều. Cái hành tinh gì mà ngộ quá trời, chỉ thích cảm ơn thôi. Chỉ cần nó cảm ơn là được. Quá đơn giản. Mình cảm ơn thật lòng hay không thật lòng, có ai biết đâu. Bây giờ mình sẽ tự thưởng cho mình một cái hamburger đặc biệt. Cảm ơn. Sao, hôm nay có vui không con trai? Con vui lắm mà. Quý khách vui lòng kiểm tra lại hàng hóa. Nếu hàng hóa chưa trả phí, chúng tôi sẽ tịch thu lại. Con đã nói cảm ơn rồi mà.
À, là vì con chưa cảm ơn thật chân thành đó. Khi con nói cảm ơn một ai đó thì con phải thật sự cảm thấy biết ơn điều ấy. Thì đó mới đúng là một lời cảm ơn chân thành, con trai à. Nếu không thật lòng thì đồ chơi của con sẽ bị tịch thu lại hoặc tính phí rất cao thôi. Ngay cả cái hamburger cũng biến mất nữa. Bụng bự tay to, bây giờ tụi mình phải xuống nhanh để tìm viên ngọc tím. Ừ, tụi mình đi thôi. Trời ơi, sao cái gì cũng màu tím không vậy nè? Lần đầu tiên mình thấy một hành tinh kỳ lạ đến vậy. Đẹp quá à. Cái gì cũng màu tím thì làm sao mình có thể tìm được viên ngọc màu tím bây giờ? Đúng rồi, làm sao bây giờ hả đứa? Để mình tìm cách. Sao chỉ có mỗi cái kính thôi vậy nè? Có khi nào nó có phép thuật gì không? Lớn xem thử coi. Có gì đặc biệt đâu. Đưa đây mình thử coi. Ờ, đâu có gì khác đâu. Vậy thì làm sao mà đi tìm bây giờ? Không lẽ là không có cách nào sao? Hey, khoan đã. Hình như mình thấy viên ngọc tím rồi đó. Đâu? Mình thấy rồi, chắc là nó rồi đó. Đi nhanh thôi. Đẹp quá à. Wow, đẹp quá. Cái này chắc bán được nhiều tiền lắm ha. Tha hồ mua kẹo bút và nước ngọt luôn. Bụng bự tối ngày chỉ tham ăn, ăn kẹo với uống nước ngọt, súng răng cho coi. Đúng đó. Nhưng quan trọng nhất bây giờ là lấy nó về để cứu mẹ mình. Ờ ha, mình quên mất. Vậy mình lấy viên ngọc xuống liền đi. Các ngươi muốn lấy viên ngọc về cứu mẹ mình à? Sao ngươi biết? Mình nhớ rồi. Hôm mẹ mình bị bệnh, mình đã nghe giọng cười này rồi. Không lẽ đám hay này làm hại mẹ đớn sao? Không sai. Tại sao ngươi lại xấu xa như vậy chứ? Tiêu diệt được các ngươi cùng con tàu, ta sẽ dễ dàng tha đập trái đất để tiêu diệt loài ngươi. Hả? Kỳ này chết là cái chết. Vậy các ngươi chờ chết đi. Mình sẽ tiêu diệt hết đám phù thủy này cho các bạn. Trời ơi, khủng long. Mình tưởng bạn giận tụi mình, nó không có giúp tụi mình nữa chứ. Bạn bè là không được giận nhau, nghỉ chơi với nhau, nhưng vẫn phải biết giúp đỡ nhau. Đúng rồi. Thôi, các bạn để mình tiêu diệt đám mây này trước đã. Robot ơi, giờ chúng ta phải làm sao đây? Nó mạnh hơn mình nghĩ. Giờ chúng ta phải tính mưu kế thôi. Vậy phải làm sao bây giờ hả Đốm? Mẹ ơi, cứu con. Mẹ ơi, cứu con.
gì vậy đó? Mình không thể tiêu diệt được đám mây. Nhốt nó lại. Nhốt lại. Mình hiểu rồi. Mình không hiểu gì hết. Ngươi đừng đắc ý. Có giỏi thì nghênh chiến với ta nè. Được thôi, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là sức mạnh của ta. Người mau thả ta ra. Thành công rồi. Thành công rồi. Thì ra hai bạn dụ đám mây vào để nhốt nó hả? Đúng vậy. Thả ta ra. Thả ta ra. Xong chưa, Đốm ơi? Đứng yên nào. Mẹ ơi, con có ơi, con chỉ muốn đổi thử một chút thôi, nhưng mà gỡ quà không có ra. Bình tĩnh, đừng khóc, để mẹ tính. Cẩn thận, không lại va vô tường bây giờ. Mẹ ơi, bây giờ mình đi tới bác sĩ á mẹ. Ừ, để bác sĩ giúp gỡ cái thú đó ra. Con ở đây đợi mẹ, nhớ chưa? Dạ. Con không bị thương chứ? Dạ không sao, nhưng chiếc thố thì bị. Không sao. Đốm, tại sao con về mà không thưa mẹ? Thưa mẹ, con mới đi học về. Đốm, đưa sổ liên lạc cho mẹ coi coi. Lát nữa được không mẹ? Không, mẹ muốn coi liền bây giờ. Thông minh nhưng kém tập trung, hay nói chuyện trong giờ học. Đốm, con giải thích cho mẹ nghe coi. Con không muốn tập trung học bài lắm, nhưng mà con cứ bị làm sao á. Chân con không chịu ngồi yên, cứ ngồi được một lúc là nó lại cử động và đòi đứng dậy. Lúc coi tivi, chân con nó cũng cứ đòi nhảy thôi. Chưa hết đâu, đầu con nó cũng bị làm sao á. Bị sao? Thưa con muốn đi vệ sinh. Thưa con muốn đi uống nước. Đúng là con bị làm sao rồi. Con nhớ lại coi. Đốm ơi, vô nhà lấy cho mẹ cái khăn đi. Dạ. Có
con không biết tại sao con không nhớ được gì hết trơn á. Con có biết mình bị sao không? Chúng con bị sao hết, con chỉ kém tập trung thôi. Bắt đầu từ hôm nay mẹ sẽ ngồi học với con. Thông minh nhưng kém tập trung, hay nói chuyện trong giờ học. Con làm xong bài tập rồi mẹ. Chân và đầu con có còn bị gì nữa không? Dạ còn một chút, nhưng mà con đỡ rồi. Con với Chả Cái đã nói bao nhiêu lần rồi là phải tập viết chữ cho đàng hoàng vào. Hôm nay không có đi chơi đâu hết, con phải ở nhà tập viết lại bài kiểm tra 10 lần. Chẳng 10 lần? Ít quá hả? Vậy con có muốn mẹ tăng lên 20 lần hay không? Dạ không. Lát mẹ sẽ lên kiểm tra đó. Chán quá đi, mình ghét môn tập viết. Đúng rồi, đúng. Chờ mình với nha. Lẹ lên. Đớm, con đi đâu đó? Dạ, dạ, con chỉ đi ra ngoài một chút xíu thôi ạ. Con chép phạt xong chưa mà đi vậy? Dạ rồi. Mang xuống đây mẹ kiểm tra coi. Con đã viết xong đâu? Đớm, Đốm làm gì mà lo dữ người ta? Đốm, lẹ lên! Các bạn đi đi, mình không đi được đâu. Đốm, tập viết đi. Chắc mình nghe lộn á. Đốm, làm bài tập đi, mẹ lên kiểm tra bây giờ. Chán lắm, mình không làm đâu. Có mau làm không? Giờ thì chị học bài chưa? Chịu. Tốt nhất mình nên tập trung làm bài tập cho rồi. Lát nữa mẹ lên kiểm tra mà chưa xong thì còn bị ăn đòn đau hơn nữa. Nhờ chăm chỉ tập viết mà chữ của Đốm đẹp hơn xưa rồi nè. Dạ, con cảm ơn mẹ, con sẽ chăm tập viết. À, nhanh lên, nhanh lên. Ôi, mệt quá. Ôi, chóng mặt quá đi mất. Trò khoáng trường này chơi thích quá à. Đốm ơi, xong chưa? Cho tụi mình chơi chung với. Phải rồi, cho tụi mình chơi ván trượt chung đi. Mấy bạn đợi mình chút đi. Khi nào chơi chán, mình sẽ cho các bạn chơi nha. Đốm ơi, cho tụi mình chơi được chưa?
Mình thích chơi trò này quá à. Chơi nãy giờ mà vẫn chưa thấy chán nữa nè. Wow, bánh ngon quá à. Vừa đủ 3 cái, vậy là mỗi người được 1 cái rồi nè. Không được, đây là bánh của mẹ mình làm, nên mình phải được 2 cái. Bụng bự thì mập, tay to thì cao rồi, không nên ăn nhiều bánh quá đâu. Vậy đi. Tay to và bụng bự hôm nay kỳ ghê á, không có ai chịu qua chơi với mình hết. Ủa, sao hôm nay chủ nhật mà con không ra ngoài chơi với các bạn vậy hả? Con có đủ các bạn mà không có ai chịu chơi với con hết. Tại sao quá mẹ? Là do đốm của mẹ làm cho các bạn đó giận đó. Ủa, giận hả? Tại sao vậy mẹ? Vì đốm chưa biết chia sẻ và quan tâm tới các bạn ấy. Là sao mẹ? Con vẫn chưa có hiểu. Đốm có dành đồ chơi và không cho bạn chơi ván trượt không? Dạ, dạ có. Đốm có dành đồ ăn và không chia cho các bạn không? Dạ có. Vậy đốm không phải là bạn tốt rồi. Nếu đốm của mẹ mà cứ như vậy thì không những tai to và bụng bự mà các bạn khác cũng sẽ không chịu chơi cùng với đốm nữa đâu. Bây giờ con phải làm sao để tai to với bụng bự cho với con hả mẹ? Chỉ cần từ bây giờ con biết yêu thương và san sẻ với các bạn những thứ mà mình có, vậy là đủ rồi. Dạ, con biết rồi. Con cảm ơn mẹ. Tai to bụng bự ơi, mình xin lỗi. Bữa nay mình đem ván trượt ra cho hai bạn chơi nè. Tụi mình chơi cùng nha. Hiểu sao mùa xuân năm nay đến trễ dữ ta. À, đây là bữa tiệc chào mừng mùa xuân, phải đợi mùa xuân tới. Nếu như mùa xuân không tới thì sao? Phải đi tìm mùa xuân. Thank you.
đây. Ủa sao vậy? Còn sớm lắm mà. Khi mẹ em phát hiện ra, mẹ dắt em qua nhà hàng xóm để xin lỗi. Em còn phải dùng tiền mừng tuổi để mua đền bạn ấy một con búp bê mới nữa. Đốm, con nhớ nha, có lỗi thì phải xin lỗi. Dạ. Và quan trọng hơn, phải tìm mọi cách sửa chữa lỗi lầm của mình nữa. Đang làm cái gì vậy? À, con chị. Thưa ba mẹ, con đi học đây. Cháu xin lỗi vì đã làm dở con dây chuyền tím màu xanh. Đây là tiền đền bù. Đúng. Hey!
là mình cho bịt mắt mắt dê đi. Trò đó cho hoài rồi, nghĩ trò mới đi. Mấy bạn có chơi trò trượt sàn bây giờ chưa? Trượt sàn là cái gì? Chưa nghe thấy bao giờ. Vậy còn chần chờ gì nữa, mình bắt đầu chơi thôi. Rồi. Đốm, tay to, cảm ơn hai bạn nha. Nếu không, mình chết rồi. Tại bạn ăn nấm độc đó. Nấm càng có nhiều màu sắc sặc sỡ và càng nhiều hương thơm thì chất độc càng cao. Tại mình nghe mẹ Đốm nói,
màu sắc đẹp thì ăn sẽ ngon, nên nghĩ nó ngon. Không phải, đó là khi bài trí thức ăn đẹp mắt thôi. Chứ còn trong thiên nhiên, động thực vật nào có màu sắc đẹp đôi khi lại rất nguy hiểm đó. Thôi, lên đường về nhà thôi. Mình với Tai To hái nhiều nấm lắm, chắc đủ cho bữa nấu lẩu tối nay rồi á. Vậy là mình không được vé đi lạc vào thế giới thần tiên rồi. Tụi mình tới tảng đá đằng kia ngồi nghỉ mệt tí đi. Mệt quá à. Mới đi có chút xíu mà đã nghỉ. Chúng ta không đi nhanh thì sẽ không kịp nấu ăn đâu. Nhưng nghỉ có tí xíu mà, trời mát như vậy. Tao nói đúng đó. Tụi mình cố gắng hái nhanh đi. Nhìn trời trong xanh vậy thôi, chứ tí xíu là mưa ngay á. Mà mưa thì không về nhà được đâu. Cái gì mà trời mưa? Trời đang nắng đẹp và mát như thế này. Nhưng mấy bạn có thấy đằng xa xa trên bãi cỏ kia không? Thấy sao được? Cỏ và hoa đẹp quá trời luôn mà. Chuyên gia thời tiết hả đó? Không phải hoa cỏ bông gì đâu. Phía trên đi kìa, có thấy không? Quá trời chuồn chuồn luôn đó. Thì sao chứ, chuồn chuồn bay xuống hút mật hoa đó. Chuồn chuồn mà hút mật hoa gì? Có phải là ong đâu chứ? Trời ơi, chuồn chuồn không phải bay thấp để hút mật đâu. Chuồn chuồn bay thấp là sắp mưa đó. Á, à, mình nhớ ra rồi. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm, đúng không đó? Ừ, chúng ta đi nhanh đi, trời sắp mưa rồi đó. Tụi mình chia nhau ra hái nấm nha. Ai hái xong á thì về lại đúng chỗ này. Khoảng 30 phút nữa chúng ta có mặt ở đây nha. Biết rồi, mình sẽ là người hái nhiều nấm nhất cho coi. Còn lâu, mình mới là người siêng năng nhất nè. Mình sẽ được chiếc vé vào thế giới thần tiên. Đây là cây thông, thì chắc chắn nấm mọc từ thông sẽ ăn được rồi. Đây là cây liêm, thì chắc chắn nấm mọc từ gốc cây này là nấm liêm rồi. Ôi da! Ai đắp cái đất cao ở đây vậy nè? Ôi, đây là ủ mới. À, đây là nấm mới nè. Bà con ơi, nấm mới. Bây giờ mình sẽ tìm thật nhiều nấm để giành chiếc vé đi xứ sở thần tiên. Nấm to đẹp luôn, đủ màu đủ sắc luôn mới đã chứ. Món ăn có màu sắc đẹp, mọi người sẽ thích ăn hơn. Đó chính là hương vị tình yêu các con à. Bụng bự, con giỏi lắm. Đây là vé đi xứ sở thần tiên, chỉ dành riêng cho con thôi. Nấm gì mà thơm quá à. Món lẩu nấm sẽ thơm nhờ nấm của mình. Màu sắc lại đẹp nữa. Nấm nhiều như vậy, mình vừa hái vừa ăn chắc không sao hết. Bụng quá. Đốm, Tai To ơi, cứu mình với. Cứu mình với. Tai To, cứu với. Hả? Tiếng ai kêu như bụng bự vậy kìa? Cứu mình với. Bụng bự, bụng bự. Bạn bị sao vậy? Bạn ở đâu? Cứu mình với. Trên thế giới, có nhiều loài động vật hoang dã đã biến mất hoàn toàn. Hiện tại, có khoảng hơn 1.500 loài được xác định có nguy cơ tuyệt chủng và cần được bảo vệ. Việc bảo tồn sự đa dạng của các loài động thực vật trong tự nhiên là vấn đề cấp bách hơn bao giờ hết. Mình nhất định phải làm gì đó để cứu các con vật đáng thương này và cứu lấy tương lai của trái đất nữa. Nhưng phải làm gì ta? Mẹ đang làm gì vậy? Là vậy, mẹ mới phát hiện ra là nhà mình có gián. Tội nghiệp con gián quá. Mình phải cứu con vật tội nghiệp đó mới được. Mẹ để con. Chết nè, chết nè. Chạy thoát rồi hả? Dạ không, con giết chết nó rồi. Bây giờ con đem bỏ nó đi đây. Con nhớ cho vô bồn cầu rồi xả nước thiệt là mạnh nha. Dạ.
chăm sóc ở trong đây nha. Ta sẽ bảo vệ mày. Phải giấu cái miếng này mới được. Ăn đi, chắc mày đói bụng lắm rồi. Ở trong này không mẹ thấy đó. Phòng con sao có mùi gì hôi quá vậy? Con có ngửi thấy mùi gì đâu. Không có gì đâu mẹ ơi. Trong này có gì vậy? Không có gì đâu, mẹ trả lại cho con. Con đã nói rồi mà. Con có biết gián là loại côn trùng có hại, mang rất nhiều mầm bệnh không hả? Dạ. Mẹ ơi, đòn là món gì ạ? Tại sao con lại hỏi vậy? Chuyện là như vậy nè mẹ. Con có muốn ăn đòn không? Mẹ ơi, đòn là món gì vậy? À, hóa ra là vậy. Đòn có ngon không? Khi nào mẹ cho con ăn đòn thử nha. Hay là như vậy, bây giờ Đốm tự đi tìm hiểu xem đòn là món gì. Và nếu Đốm vẫn muốn ăn đòn thì mẹ sẽ cho Đốm ăn đòn. Mẹ hứa nha. Mẹ hứa. Bạn có biết đòn là món gì không? Mình đã ăn rất nhiều món rồi, nhưng chưa bao giờ mình được ăn đòn hết á. Đến bạn mà cũng không biết nữa. Thật là chán quá à. Nhưng bạn có chắc là mình không nghe nhầm không vậy? Chắc mà. Mình còn ghi lại nữa nè. Xin lỗi nha, mình không có giúp gì được cho bạn. Không sao, mình sẽ sang hỏi tay to. Nếu bạn được mẹ cho ăn đòn thì nhớ cho mình đăng ký nha. Sao, bạn có biết đòn là món gì không? À, mình nhớ rồi. Mình đã từng được ăn món này rồi. Thiệt hả? Nó như thế nào? Có ngon không? Bạn ăn ở đâu vậy? Lâu lắm rồi, một lần nhà mình đi du lịch nước ngoài, ba mẹ có cho mình ăn đòn, ngon lắm. Ngon ra sao? Kể mình nghe đi. Ngon không thể tả được, nó vừa đẹp mắt, vừa ngọt, vừa mát lạnh, còn thơm nữa. Sao nghe giống kem vậy? Cũng hơi giống, nhưng ngon hơn nhiều. Mình cảm ơn bạn, bây giờ mình phải về đây. Mẹ ơi, con đã về. Mẹ, con biết đòn là món gì rồi đó. Đòn là món có vị ngọt, mát và thơm, giống như kem nhưng ngon hơn nhiều. Vậy giờ con còn muốn ăn đòn không? Con muốn. Mà ăn liền luôn hả mẹ? Tai to nói cái món đó ở nước ngoài mới có. Mẹ đang làm gì vậy? Mẹ đang cho bạn thú nhờ bông ăn đòn nè. Hóa ra là vậy, đòn không ngon chút nào. Giờ con có còn muốn ăn đòn nữa không Đốm? Bởi vậy nên ba mẹ không bao giờ muốn cho con ăn đòn.
Tới rồi. Có gì ăn không vậy Đốm? Vô đây, vô đây. Đợi xíu nha. Đã quá. Đốm. Dạ. Con biết lỗi của con chưa? Dạ, con biết rồi. Con xin lỗi mẹ. Lần sau con sẽ không như vậy nữa đâu. Lần sau, trước khi mời các bạn về nhà chơi, con phải xin phép và báo trước để mẹ còn chuẩn bị nữa. Chơi xong cũng phải biết dọn dẹp lại sạch sẽ nghe chưa? Dạ. Mẹ ơi, tối nay mình ăn gì? Trong tủ lạnh giờ không còn gì hết trơn đó. Tối nay nhà mình ăn mì gói vậy. Con làm mẹ buồn quá nên mẹ mới phạt con. Đây sẽ là nhà của chúng ta. Của anh, của em và của con chúng ta nữa. Mình sẽ đặt tên con là Đốm ha. Đốm, nghe tên hay đó. Đốm sẽ là đứa bé đáng yêu nhất trên thế giới này. Lúc đó Đốm vẫn còn đang ở trong bụng mẹ. Lúc mới mang bầu con, mẹ nghén rất là nặng. Ba rất lo cho mẹ.
ba mẹ đã hồi hộp chờ mong từng ngày con ra đời. Em ơi, em thế nào rồi? Hả? Ôi trời. Ba mẹ mong con lớn từng ngày. Có những lúc con không ngoan, bị ba mẹ phạt. Ba mẹ muốn con biết rằng ba mẹ luôn yêu và tự hào về con. Đốm yêu mẹ lắm. Đốm yêu ba lắm. Ba mẹ cũng yêu đốm lắm. Mình có lấy từ phòng thí nghiệm mấy viên thuốc tan chảy nè. Chất liệu nào cũng tiêu hết. Ba, ba, con có làm sao không? Con vật cũng có cảm xúc như con người, hãy cho nó thấy tình yêu thương thật sự. Vô ích thôi anh bạn, tấn công thôi. Mừng các con đã ngăn chặn được cuộc chiến vô nghĩa của tên X độc tài. Người đã trốn khỏi nhà tù để phá hoại lịch sử. Tội của người sẽ tăng lên 200 lần. Hãy chuẩn bị chịu sự phán xét bởi tòa án tương lai đi là được. Đốm ơi, cứu khủng long con cho con đi. Được rồi, bình tĩnh nào. Hồi nãy vào đây các con có thấy chiếc máy biến hình hay không? Dạ thấy, nó vẫn còn hoạt động đó bác. Tốt, ta nghĩ chỉ cần đảo ngược lại hoạt động của máy là ổn thôi. Chia tay như vậy là vô rồi. Chúng ta về nào. Chắc là đứa mẹ nhà lo lắng lắm. Các bạn đáng yêu, không xa, chúng ta sẽ cùng chơi với nhau nha.